Dạ vâng, xin chào quý vị và các bạn. Mến chúc quý vị và các bạn một ngày luôn bình an và hạnh phúc. Để trở lại câu chuyện hôm nay, mình xin tiếp tục cập nhật thông tin liên quan đến sự việc mà đã xảy ra 7 tháng qua liên quan đến drama của bà Phương Hằng. Như chúng ta cũng đã biết thì trong 7 tháng qua và đến hôm nay, bà Phương Hằng vẫn chưa chịu dừng lại và bà vẫn còn muốn gieo nhiều nỗi oai ai oán cho người dân và gây nhiều nỗi thù oán và bức xúc đối với nhiều người, gây chia rẽ tinh thần đoàn kết, gây mâu thuẫn rất nhiều người. Và từ cái điều này cho chúng ta thấy đối với cái hiệu ứng live stream của bà Phương Hằng là một cái hệ lụy và cũng là một cái điều tệ hại cho xã hội trong tương lai đấy các bạn. Nếu như mà thanh tra và cơ quan chức năng và sở truyền thông thông tin thành phố Hồ Chí Minh không khắt khe, không ráo riết với bà Phương Hằng thì bà này vẫn chứng nào tật nấy. Đối với bà, pháp luật bây giờ bà coi là như người dân bình thường chúng ta. Cho nên bởi những sự lộng ngôn, ngông cuồng của bà thì cho chúng ta thấy càng ngày bà càng thể hiện cái độ trơ trẽn, độ lì lợm của bà. Bà coi ai chẳng ra gì các bạn. Như chúng ta đã biết thì càng ngày và gần đây càng bà càng thể hiện cái bản chất ngông cuồng và trơ trẽn của bà. Bà coi như là bà không thờ ai đó cả các bạn. Đây là một cái điều mà cảm thấy là bất an cho xã hội hiện nay đấy các bạn. Trong cái nội dung bài viết hôm nay thì mình muốn đề cập đến cái việc là tại sao bà Hằng lại không còn được các mặt báo trên báo đài, trang báo VOV này tôn trọng bà mà lại loại bỏ bà ra trong tất cả các danh sách, các cái bài viết mà liên quan đến giới doanh nghiệp, doanh nhân làm ăn ở Bình Dương. Và cái hiệu ứng này nó xảy ra trong ngày 13 tháng 10 vừa qua, cho chúng ta thấy rằng sau những cái hiệu ứng này mình mới thấy rằng đối với bà Phương Hằng giờ không còn là một cái thương hiệu thì mình nói hơi quá nha các bạn, giờ không còn là một cái tên tuổi, một cái gì trong xã hội này gọi là giá trị đối với bà này nữa. Bà này giống như giờ giống như một cái rác, hay là giống như một cái gì mà người ta cảm thấy là người ta khinh miệt, người ta coi thường bà này ở một cái mức độ là thấp hèn và nhỏ bé nhất trong xã hội này. Khi bà đã bán rẻ đi cái nhân cách của bà, giá trị đạo đức của bà. Bà cho rằng bà làm, bà sống, bà cống hiến vì cộng đồng. Nhưng cái điều đó không phải là như vậy. Mà ở đây là bà muốn tất cả những gì bà nói ra thì bà muốn bảo vệ cho danh dự của bà. Mà bảo vệ ở đây ở đâu không thấy, nhưng đây bây giờ là bà đã tự vùi dập cái nhân phẩm danh dự của bà xuống vực thẳm rồi. Đấy, đưa cái uy tín danh dự không chỉ riêng bà nhưng mà liên quan đến cả gia đình doanh nghiệp của bà, đến cả ông Dũng Lò Xo, rồi tập đoàn kinh doanh doanh nghiệp đại gia đình của bà cũng bị ảnh hưởng liên lụy đến cái sự việc này. Có một người đàn bà quái đản mà dính líu đến các đối tác làm ăn như thế này thì ai mà đứng ra mà mặt mũi nào mà bắt tay để hợp tác, để ký những hợp đồng như vậy. Khi có một bà mà điên tình, mà ngáo đá, mà loạn loạn xã hội như thế này, phải không các bạn? Và với cái bản chất của bà Hằng như vậy thì liệu có cái đối tác nào mà dám hợp tác để bắt tay làm ăn với bà hay không? Và liệu bà có thể còn vác mặt đi ra đời, và liệu người dân Bình Dương và các doanh nghiệp ở đây có còn tôn trọng và coi bà là một CEO nổi tiếng và giàu có như lúc trước đây hay không? Đây là một cái điều mà cho chúng ta thấy rằng xã hội hiện nay đang cần phải lên án, đang cần loại bỏ cái mà gọi là rác bẩn live stream mà như Sở Văn hóa và Truyền thông Thông tin cũng đã từng công nhận điều này. Vậy nhưng mà cơ quan chức năng cũng vẫn chưa dẹp được cái quyền lợi, cái mà người có quyền lực trong xã hội hiện nay, đó là Sở Văn hóa và Truyền thông Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là cái người hàng cơ quan hàng đầu về cái giới truyền thông này, cái giới truyền thông này, mà vẫn không dẹp được bà Hằng thì thử hỏi rằng ở đây cho chúng ta có những cái câu hỏi, những cái nghi vấn trong cái vấn đề này như thế nào. Bởi vì bà này bà không đem lại cái lợi ích gì cho cộng đồng, nhưng bà làm nhũng nhiễu, bà gây hỗn loạn đó, bà làm tê liệt hết tất cả cái tinh thần và cái hệ thống nhân văn giáo dục của con người trên không gian mạng. Và cái hiện tại bây giờ là cái xã hội bây giờ, con người bắt đầu
nhìn cứ mỗi lần mở màn ra, mở máy ra thấy cái hình ảnh bà Phương Hằng mà mà chửi rủa một ai đó thì mình cảm thấy nó bức xúc, phải không các bạn? Thành cho nên đây là một cái điều tồi tệ nhất. Mà tại sao là đến bây giờ mà cái sở văn hóa thông tin truyền thông mà không chấn chỉnh, mà không dẹp được cái bà Phương Hằng này là một cái điều vô lý. Thì người dân chúng ta thì quyền hành gì, có hạn gì, phải không? Tiếng nói người dân cộng đồng thì chẳng qua là một cái để góp phần đem cho cái tiếng nói chung thôi. Nhưng mà quan trọng nhất là cái sự vào cuộc của cơ quan chức năng nè. Bây giờ mình có nói cỡ nào đi chăng nữa nhưng mà cơ quan chức năng cũng vẫn cứ làm ngơ, cứ thả cho bà này cứ làm loạn như vậy thì làm sao được. Cứ kêu lên phạt cảnh cáo mấy triệu rồi bắt đầu cái cảnh cáo cho về thôi, bả lại nhẫn mặt rồi, giống bả bây giờ giống như một con virus mà đã nhờn thuốc rồi. Đây, thành cho nên chúng ta thấy đây là một cái tác hại, cái tệ hại nhất cho xã hội đó các bạn. Và mấy hôm nay thì chúng ta cũng đã thấy rằng cái dư luận cộng đồng mạng đồng loạt lên tiếng phản ánh là bắt buộc bà phải sao kê cái quỹ hàng hữu khi bà đã đánh mạnh vào cái việc thiện nguyện dân sinh này. Bà bắt buộc giới nghệ sĩ phải sao kê hết tất cả những cái thông tin mà đã kêu gọi quyên góp tiền từ thiện được bao nhiêu, từ những cá nhân lớn đến nhỏ, quyên góp từ số tiền lớn đến số tiền nhỏ lẻ cũng đều bị bà lôi ra. Và cái danh sách mà tối hôm qua, ngày hôm qua bà đưa lên thông báo là tối mai bà sẽ diễn ra một cuộc live stream nữa, là trong đó có 36 người, từ những người mới, những người cũ. Đây là những nhân vật mà coi như chúng ta có thể rằng có nhiều tiếng nói chung và cũng là tên tuổi trong xã hội này để đứng ra kêu gọi quyên góp để giúp đỡ người dân nghèo đó các bạn. Và bây giờ bà Hằng bà đánh vào trong cái hệ thống này là bà làm tê liệt rồi, bà làm cho con người nghi kỵ lẫn nhau, mâu thuẫn lẫn nhau. Mạnh thường quân bây giờ không còn tin tưởng đối với những cá nhân này nữa. Thành cho nên đây là một cái điều mà chúng ta cảm thấy rằng nó gây hệ lụy cho xã hội đây, cũng là một cái gánh nặng cho xã hội đây. Thấy không? Bây giờ nếu như mà các cái nhà hảo tâm này, các những người thiện nguyện này, cái nhóm thiện nguyện này, người ta không dám đứng ra để kêu gọi thiện nguyện để giúp đỡ người dân, thì cái gánh nặng đầu tiên là nhà nước chúng ta phải bỏ ra ngân sách và kinh phí để lo giúp cho dân trong những cái ví dụ như thiên tai bão lũ, hay hoặc là đói nghèo, hay hoặc là cuộc sống người dân lâm vào những cái khốn cùng, thì nhà nước phải gánh lấy cái hậu quả này. Đây là một cái điều mà chúng ta có thể rằng hệ lụy cho xã hội khi bà Hằng đã đánh mạnh vào cái giới kêu gọi thiện nguyện này. Và bây giờ thứ nhất là người ta đã mất lòng tin, nghi kỵ với nhau rồi, thì các mạnh thường quân người ta cũng không còn tin tưởng nữa, người ta cũng đâu có dám gửi tiền vào đấy. Và gửi vào mạnh thường quân Mặt trận Tổ quốc thì các mạnh thường quân gửi vào các Hội chữ thập đỏ rồi Mặt trận Tổ quốc thì mạnh thường quân người ta cũng không tin tưởng. Đây, đấy là cái hệ lụy cho người dân. Và cái gánh nặng từ đâu? Từ nhà nước bắt buộc khi người dân đói khổ kêu la thì nhà nước bắt buộc phải bỏ kinh phí ra lo cho người dân. Đây là cái vấn đề trước mắt chúng ta thấy đây, cái hệ lụy khôn lường đây, nhưng mà tại sao nhà nước lại không vào cuộc? Đây là các bạn cũng sẽ thấy được một cái nguyên do đứng phía sau này như thế nào. Nhưng theo mình nghĩ và quan điểm của nhiều người cũng cho rằng không phải bà Hằng là hiên ngang đến mãi như vậy được đâu. Một ngày nào đó khi cơ quan chức năng đã giải quyết, đã rà soát, đã làm hết tất cả những cái sự việc liên quan đến cái vấn đề mà gọi là thiện nguyện sao kê đó xong xuôi rồi, bắt đầu mới mới gọi đến tên bà Hằng đó các bạn. Theo mình nghĩ là như vậy, chứ không thể để bà này nhờ một cái cấp độ như vậy đâu. Và bà này giống như bây giờ giống như một con trút khí vậy đó, đưa ra đứng ra để săn lùng thông tin, để truy tìm tội phạm đó. Bà này giống như vậy đó. Thành cho nên đứng đằng sau đó là cơ quan chức năng, người ta chưa vào cuộc, bà là như vậy đó. Và qua bài viết hôm nay thì mình cập nhật đến quý vị và các bạn là những thông tin mà liên quan với nội dung là tại sao mà báo VOV không đề cập đến bà. Bởi vì sao? Là ngày trước là bà lại kêu gọi đánh sập đài VOV, đánh sập báo VOV, thì báo VOV đối với bà bây giờ là một đối thủ rồi,
bà cũng là đối thủ của báo VOV, và không có bài báo nào mà chính thống mà dám đứng ra để đặt bút mà để viết và để ca ngợi bà Phương Hằng với những thói hư tật xấu, với những cái mà xã hội này không công nhận, không tôn trọng một người phụ nữ như vậy. Thì thử hỏi rằng các cái mặt báo nào mà chính thống mà dám đứng ra cổ xí cho bà này không? Chỉ có những trang thông tin bẩn, những tờ báo lá cải, những tờ báo không có thương hiệu và tên tuổi. Đây, như vậy chúng ta cũng đã thấy rõ rằng như vậy rồi. Đó là cái hệ lụy của xã hội. Mà vừa rồi cũng có nhiều ông luật sư, đồ tiến sĩ cũng vô biện minh cho bà này. Thì đó là chúng ta thấy cái xã hội này bây giờ nó quá tự do rồi, nó trở thành cái thái quái rồi. Đó, cái hiện tượng của bà Phương Hằng này, đây là một cái hiệu ứng mà chúng ta thấy rằng hiệu ứng lạ của thế kỷ 21 này, là xuất hiện một người đàn bà coi như là quái đản, chẳng giống ai, xúc phạm và coi như là gieo rắc nhiều nỗi kinh hoàng cho người dân cũng như cộng đồng chúng ta các bạn, khiến cho mọi người phải mâu thuẫn nhau, nghi kỵ lẫn nhau, hiểu lầm nhau, rồi mất tinh thần đoàn kết nhau. Rồi, thưa quý vị và các bạn, đó là nội dung thông tin của bài viết hôm nay mình cập nhật để gửi đến và chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Đến đây mình xin kết thúc video, xin mến chúc quý vị và các bạn một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều đã dành thời gian theo dõi và xem trong cái like của mình và cái kênh của mình. Đến đây mình xin chào thân ái ạ.